Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Thì clip bữa nay em đăng lên là nó khá thường ngày xíu anh em. Bữa nay là clip bữa nay nó mang tính chất phe của hơn là mỗi ngày. Chắc mấy anh em thổi gà chắc đang kiếm cái này dữ lắm nè. Mấy anh em không điện em không em săn được mớ nè anh em. Nè, săn săn được mớ nè. Bây giờ để quay cho anh em xem đấy nè, đàn em cái này đúng không anh em? À đây Potter nè, đây là làm được bốn khẩu, săn được bốn khẩu nhưng mà nó không có đẹp chăm chăm nha anh em. Đồ này đồ cũ hồi xưa đấy, đang con nữa nè, để căng lên anh em xem. Gần gần 1,4 kg cái trời, đúng là đồ hồi xưa làm chất lượng thiệt. Anh em ghê chưa nè, đây là cái lò em mới phục hồi nhân phẩm xong nè, nãy giờ họ ngồi ngồi hàng cắt nãy giờ quá trời luôn nè, đây để dặn cho anh em xem ngồi liệt không hết đấy ha. Nghe không, nghe nghe tóc như như đạn không nè, lên lên miếng bát nữa nè, cà phê không nè, nghe nó tóc đã thì ghê không. Nóng 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 té em mới chừng té em đó, còn em nhà đóng cửa đi. Đó nè, được được làm bữa nay là được được bốn con nè, này là một con ha, để thử con này cho anh. Để con này cho anh em xem. Không. Tới con này đưa con này cho thử anh em xem. Đây. Nghe phê không anh em? Tháng 3 nữa rồi. Đút cái này vô giả thứ gì cho nó bắt xa. Còn còn bắt chép cái máy anh em nghe chắc biết ở vậy nè, nè dặn về nè, khác liền thấy không, nè dặn gì không hết nè, đó dặn 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 lớn lớn quá là thì nó xè đó 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 lên bắt chó nè. Mấy file này gà nó trong cho nên là anh ít có nghe được nè, để ăn thôi nè, nó phê không mấy làm được được mấy con nè, coi anh em nào chơi thì alo em chia lại cho cái hay cái xài chứ mà mình em quýnh cũng gì hết. Xăng xăng nó này để mấy anh em xài chung, vô anh em nào chơi anh chia lại em chia lại cho chơi. Ừ. Phê phê không? Được được 4 con. Được 4 con đây nè anh em. Được được 4 khẩu nè.
anh em nào có đánh thì em chia ra cho cái hai cái thầy chơi, chứ mấy cái lo bây giờ nghe tiếng chất lớp à, kêu kỳ thế mẹ. Đó, cái lo 1 ký mấy đây, cái lo này mới căng 1 ký 4, 1 ký 4 yếu 1 miếng. À, dạ, chết, quên tháo luôn nữa trời. Trên ký mấy không à? À, muốn lo nặng thì ghê nặng không, muốn lo này cũng cũng vậy luôn nè, 1 ký 4, 1 ký 4 yếu nè, này nè, thằng này cũng cũng 1 ký 4 yếu nè, không lo nặng chắc không nè. Bót xì tơ bơ xì tót, nhưng mà ngoại hình nó hơi xấu xấu chứ ở trong là nó ngon lành luôn anh em. Thằng này có 1 ký 3. Đó, được mới nè, anh em nào có chơi em chia ra cho chơi. Lấy về thổi thổi gà, thổi thổi gà, thổi bọng đồ chơi là ok luôn, nướng nưng nữa. Dòng 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 Roboter cũ hồi xưa đó anh em biết rồi, thổi gà thì thôi thứ gì chưa nói nó nữa. Rồi thì clip ở đây kết thúc ở đây ha, tạm biệt anh em ha, khoe của như là đủ rồi. Ngồi thì hút nãy giờ ngồi cắt nè, cho ngồi ngồi cắt đục nè, vậy có mấy con nó bị lệch nè anh em, nó bị lệch nè nè, chỉnh quá trời chỉnh luôn mà cũng cũng vẫn bị lệch ra nó. Nè, anh em thấy lại thôi, dù con nào xài không được thì em liệu ngoài đó, cái vỏ con nằm đó, con nào không được thì bằng thịt, để mình bằng thịt, còn con nào ngon thì để mình xài đó. Rồi tạm biệt anh em ha, hẹn lại anh em clip sau nha, phải của đây là đủ rồi, rồi tạm biệt mọi người.